AFK Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Cửu âm chân kinh Mobile của nhà phát hành Gosu là tựa game nhập vai kiếm hiệp hiếm hoi ở Việt Nam, khi cho phép người chơi sử dụng tối đa trên 30 kỹ năng khi chiến đấu thông qua hệ thống dị võ và hệ thống thần binh độc đáo. Đây là con số quá lớn so với những gì một game di động có thể làm được. Thậm chí nó còn vượt xa các tựa game client trên PC đang có mặt ở làng game Việt nữa. Thế giới quan của game Cửu Âm Chân Kinh Mobile Gosu là vô cùng đa dạng và phong phú để người chơi khám phá. Và một trong số nhiều yếu tố giúp trò chơi vượt mặt các đối thủ khác chính là hệ thống võ học cực kỳ đồ sộ. Nếu là người từng chơi các game kiếm hiệp cùng thể loại, bạn có thể hiểu được rằng nhân vật thường bị ép đi theo một hướng xây dựng chung. Chẳng hạn như Võ Đang, Nga Mi, Tiêu Dao chỉ học được các võ công môn phái của mình, thay vì tìm hiểu thêm các võ công khác. Điều này đã phần nào giết chết sự sáng tạo của người chơi, khiến họ mất đi thói quen tìm hiểu mỗi khi chơi game kiếm hiệp. Không chỉ đa dạng về số lượng mà từng võ học trong Cửu Âm Chân Kinh Mobile Gosu còn được xây dựng rất có chiều sâu. Người chơi không chỉ đơn giản là học một võ công vang danh trong thiên hạ, mà còn phải học cách dùng các chiêu thức, tu luyện nội công để phát huy hết sức mạnh của từng bộ võ công. Có lẽ cũng chính vì lý do này mà game thủ yêu mến chủ đề kiếm hiệp, võ hiệp chính tông tìm đến Cửu Âm Chân Kinh Mobile trong tháng 5 này. Bởi chỉ có tựa game này, chúng ta mới có thể học và tìm hiểu được nhiều loại võ công khác nhau, từ võ công môn phái, võ công giang hồ trong quá trình hành tẩu, y hệt như các bộ phim trường kiếm hiệp mà bạn từng xem. Cửu Âm Chân Kinh Mobile Gosu đồ sộ các sách dạy chiêu thức và võ thuật thực chiến. Được biết, ở phiên bản sắp ra mắt, Cửu Âm Chân Kinh Mobile sẽ xây dựng hệ thống nhân vật xoay quanh 6 đại môn phái gồm Võ Đang, Đường Môn, Nga Mi, Lăng Tiêu Thành, Minh Giáo, Cầm Y Vệ. Mỗi môn phái sẽ giúp người chơi trải nghiệm những đặc sắc riêng như tạo hình, hệ thống võ công, cơ chế chiến đấu. Đặc biệt, nét đặc trưng của series Cửu Âm Chân Kinh cũng sẽ được tái hiện một cách hoàn hảo. Đó chính là hệ thống võ học cực kỳ phong phú, gồm 21 bộ võ công, 17 bộ nội công trong kho tàng võ học đồ sộ của Kim Dung. Bên cạnh đấy, nhắc đến võ hiệp Kim Dung, chúng ta không thể bỏ qua kho tàng võ học mà ông xây dựng qua những tác phẩm của mình. Chắc hẳn chúng ta từng nghe thấy những bộ võ công kinh điển như Thái Cực Quyền, Thái Cực Kiếm, Ngọc Nữ Kiếm Pháp, Mê Hồn Tiêu, Viêm Dương Đao, Long Trảo Thủ, hay đơn giản là dùng khinh công bay như phi yến. Tất cả sẽ được tái hiện một cách hoàn hảo trong Cửu Âm Chân Kinh Mobile Gosu, khi người chơi có thể tìm hiểu và học không giới hạn. Ngoài việc học được các loại võ công, nội công môn phái, thì người chơi hoàn toàn có thể học thêm nhiều võ công giang hồ khác nữa. Như vậy, game thủ sẽ không chỉ so tài dựa trên công lực nhân vật, mà việc học được những võ công độc bá giang hồ mới là thứ chứng tỏ thực lực của họ. Cuối cùng, sản phẩm còn mang đến hệ thống phát triển nhân vật cực kỳ chuyên sâu. Ngoài việc học võ công, người chơi có thể khám phá hệ thống trang bị, thần binh, đồng hành, thú cưỡi đa dạng. Mỗi tính năng đều có cơ chế đòi hỏi bạn phải tính toán nâng cấp để tối ưu cho nhân vật. Đó cũng là giá trị giúp trò chơi giữ chân người chơi một cách dài lâu. Thắng bại trong Cửu Âm Chân Kinh Gosu định đoạt nhiều bởi võ học.
Trên thực tế, người chơi cửu âm chân kinh Gosu có thể học được tất cả các võ công trong game mà không có giới hạn nào cả. Thậm chí trong khi chiến đấu, bạn có thể chuyển đổi giữa các loại võ công khác nhau nhằm tăng tính bất ngờ cũng như khắc chế lại võ công đối thủ. Sở dĩ như vậy bởi các võ công trong game đều có những đặc điểm khác nhau, có loại thiên về cương, tấn công, có loại thiên về nhu, phòng thủ. Bên cạnh đấy, game còn mang đến cơ chế PK cực kỳ hấp dẫn, đòi hỏi kỹ năng người chơi thay vì chỉ việc bấm auto như nhiều game khác. Theo đó, cơ chế chiến đấu thực, hư, ngự sẽ mang đến nhiều bất ngờ trong combat, nơi người chơi cần phải biết phán đoán đối phương sẽ dùng chiêu gì tiếp theo để có thể hóa giải. Có thể nói cơ chế chiến đấu mang tính thiên biến vạn hóa của cửu âm chân kinh Gosu sẽ là đất diễn dành cho game thủ yêu thích kiếm hiệp, thể hiện trình độ PK. Có thể khẳng định, game thủ muốn tồn tại trong game này, trước nhất phải luyện võ. Nó đòi hỏi một quá trình rèn luyện không ngừng nghỉ trong việc luyện võ tu thân, bồi dưỡng phát triển trang bị, tối ưu hóa các tính năng bổ trợ khác để nâng cao tu vi võ học của bản thân lên ngưỡng cực đại nhất. Chỉ độc quyền ở FK Mobile, kho mini game tuyệt vời hoàn mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Quá tới thế cao, cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi? Chỉ ngay đi.